Xin chào mọi người nhé. Hôm qua thì trong cái chuyến du lịch của Phan Thiết của mình á, trong khách sạn á, thì mình vô tình mình gặp cái cây thằn lằn. Thì đó là tên gọi trước đây của mình thôi. Thì sau này mình được biết đó là nó được gọi cái tên là cây trâu cổ hay cây xếp sọt gì nữa đó. Thì đó được xem là nó tên tiếng Anh là Bicus fumila. Thì đó là thuộc họ sung. Nhìn cái trái nè, rất là giống trái sung luôn. Để mình lấy đây cái chính. Đây nó, các bạn nhìn thấy không? Nó khá là giống cái trái sung Lexenor của mình luôn, màu sắc nó cũng tương đồng và kích cỡ nó cũng tương tự như vậy. Thì cái trái trong cổ này thì mình sau khi mà mình đi về thì mình hái á, về thì được lên mạng xem thì nó là một loại dược liệu rất rất là quý luôn, được sử dụng rất là nhiều, từ lá quả tới thân gốc gì đó thì đều được sử dụng để dành cho những cái bài thuốc dân gian rất là quý. Nó loại quả thì thường được sử dụng, hồi xưa là chỉ có vua chúa được sử dụng thôi, thì nói như vậy đấy. Thì mình cũng rất là tò mò, thì hiện tại mình cũng không có hái nhiều nữa. Hồi trước nhà mình cũng có trồng cây này nhưng mà sau này nó bám cây tường quá thì nó dỡ bỏ rồi. Thì nếu mà các bạn muốn nghe thêm những cái thông tin về cái cây này thì mình thì hay những cái công dụng và cách sử dụng thì mình sẽ làm những clip sau về cái sử dụng của cái trái trâu cổ hay là trái thằn lằn này nhé. Còn bây giờ mình sẽ ăn thử cái quả này xem sao, tại vì mình nghe nói là mình đọc trên báo thì thấy nó ăn được. Hửi mùi thì nó cũng không có gì đâu, nó không có thơm gì hết, mùi nó cũng bình thường thôi, nó hơi như có như là có mùi nhựa lắm đó. Lúc mà mình hái á, cái còn cuống quả nó dính vào tay mình nhiều lắm, khó rửa lắm luôn á. Thì bây giờ mình sẽ nghe nói là phần vỏ này nó có một lượng đường glucose khá là ổn, thì bây giờ mình xem thử cái nội thất của trong bên trong trái nó như thế nào nhé. Thì cái đây là cái trái sắp sập đây, trái chín rồi đấy, mình hái à. Và nhìn thấy không, cái phần ruột nhìn nó, cái phần vỏ này nó tươm nhựa ra rất là nhiều nhựa, cái phần ruột nó có từng sớ từng sớ, nó nhìn nó rất là giống quả sung hoặc vả luôn. Hủy mùi thì nó giống như mùi sung sung sống hay là mùi cái vả sống ấy. Thường thì mọi người sẽ dùng những cái quả này sắc nhuyễn ra, sắc mà nhỏ ra để ngâm rượu. Mình cũng chưa thấy ai ăn sống nữa thì mình sẽ ăn thử cái vỏ nó xem sao nhé. Ok, mình ăn thử nha. Cái quả nó thì nghe cái mùi giống như là cái mùi của quả sung sống vậy đó, không có ngọt gì hết, nghe chỉ có nghe cái mùi nhựa thôi, mùi vị nó lạc nhắt rồi, không có gì ăn ngon á. Và mình nghĩ rằng là cái trái này chắc là dùng để ngâm rượu thôi, nó còn được làm dùng để làm cao uống, sắc uống cũng là một sắc uống giải nhiệt rất là tốt luôn. Thì mình có thể nêu những cái công dụng của cái quả này cho các bạn dễ biết rằng như là cái quả thì rất là tốt cho đàn ông luôn, là một cái vị thuốc có thể nói là tráng dương bổ thận ấy, rất là tốt luôn. Thì để clip tới mình sẽ đi tìm thêm những quả này rồi mình làm cho mọi người xem nhé. Rồi cái quả này cũng được dùng để dành cho phụ nữ mà tắc tia sữa rồi rất là tốt, còn thân và lá rồi thì sử dụng để dành để cho những cái người lớn tuổi mà bị đau lưng mỏi gối rồi đó, cũng rất là tốt luôn, rất là hay. Thì mình cũng có ông nội thì sắp tới để mình kiếm một ít gì mình làm cho ông nội mình dùng thử có hiệu quả thiệt hay không nhé. Còn có những quả sống thì nó sắp sợ rồi, cũng không có gì đâu này. Ok thì để mình sẽ sử dụng, mình sẽ đi tìm thêm những cái quả này tầm 2 kg, tại vì mình có gặp đọc thông tin thì tầm 2 kg thì sẽ ngâm rượu được hay là dùng để làm cao gì đấy, để mình tìm thêm cái số lượng quả này về mình làm. Ok, đó là clip mình ăn thử cái quả trâu cổ hay là quả xếp sọp này, ăn không được nha, ăn không ngon nhé, đâu đừng ai ăn. Rồi mình sẽ review ở quả này ở những cái công dụng của nó trong nhân gian sau, là những cái sau các bạn nói xem nhé. Xin chào tạm biệt các bạn.